Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một số là sản phẩm sử dụng có hiệu quả khá là cao trong cái vấn đề là phòng ngừa cái dịch bệnh hại cũng như là sâu bệnh hại hay là các cái bệnh hại bệnh lý trên cây cam trong cái thời tiết mưa bão kéo dài như thế này ha. Đa phần thì mưa bão kéo dài như thế này thì cam chúng ta hay là bị những cái hiện trạng nào, và nhất là trong giai đoạn mang trái này chúng ta cần nên lưu ý những cái bệnh lý gì? Rễ lá, rễ trái, vàng lá thối rễ, ngập úng cây, đang mang trái nhiều vườn còn bị xỉu cây, và không đâu khác các loại sâu nhện gây hại cho cây cam trong giai đoạn mang trái này. Thì rễ lá mọi người có thể tham khảo những loại sau đây như là siêu vi khuẩn, cumulus, măng cô dét xanh, hay là cốc 85, vân vân và vân vân. Mọi người có thể tham khảo những cái loại khác. Chúng ta có thể phun ngừa định kỳ 7 ngày trên lần, có thể là 10 ngày trên lần trước khi là chớm bệnh xém sớm xuất hiện ha mọi người ha. Thì bên mình có nhận hỗ trợ tư vấn kỹ thuật miễn phí, rồi nhận làm bông cam, làm hoa cam. Mọi người xem video nếu thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Lịch phát sóng video 5 đến 7 ngày trên tuần thì mình sẽ up video hết mọi người. Thì bên kênh của mình thì đa dạng chủ đề về cuộc sống, về sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt là các công việc liên quan đến cam quả, đặc biệt là cam sành. Và mọi ý kiến đóng góp cũng như là thắc mắc, mọi người vui lòng comment bên dưới video hay để lại bình luận thì mình sẽ giải đáp cụ thể cho mọi người ha. Mọi chi tiết cũng như là thông tin sản phẩm, nhu yếu phẩm bên vật tư nông nghiệp cũng như là thành phần công dụng là mình có để ở dưới phần mô tả video hả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.